Vâng, xin chào tất cả các quý gia chủ. Các anh chị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube Phong Thủy Phùng Gia. Chúng ta vẫn thường nghe câu cưới vợ đàn bà làm nhà hướng nam. Vậy trong phong thủy, nhà hướng nam được quan niệm ra sao? Chúng ta sẽ cùng làm rõ điều này qua sự trao đổi với thầy Phùng Phương. Vâng, xin chào thầy Phương ạ. Vâng, xin chào Linh Hải và quý gia chủ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tới một cái phần câu hỏi các bạn rất hay hỏi tôi là những hướng nhà theo năm và theo vận sẽ tốt xấu như thế nào. Chúng ta trước hết là tới phần ưu điểm của nhà hướng nam. Chưa nói tới phong thủy, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là khi mà chúng ta xây nhà mà hướng nam thì khu vực đó là khu vực mát nhất, đúng không ạ? Và chính vì vậy mới có câu là lấy vợ đàn bà làm nhà hướng nam, hay còn có câu nữa là nhà hướng nam không làm cũng có ăn, đúng không ạ? Câu này có vẻ là hơi quá, nhưng mà cũng không phải là không có căn cứ. Vì theo thuyết âm dương ngũ hành, phương Bắc là đại diện cho tính âm, phương Nam thì đại diện cho tính dương. Khi mà chúng ta xây nhà ở hướng Nam thì có thể tránh được ánh nắng chói chang từ phía Tây, phía Đông, và đồng thời cũng tránh được gió mùa Đông Bắc thổi tới, đúng không ạ? Nên là căn nhà chúng ta luôn là thoáng mát. Mùa Đông thì cảm thấy là ấm áp, mùa hè thì chúng ta sẽ thấy mát mẻ. Vậy thì còn phong thủy thì sao? Trong phong thủy thì có ba sơn, Bính, Ngọ, Đinh là đại diện cho phía Nam. Ba sơn này thì mỗi một sơn sẽ có những cái trường khí khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Và cụ thể, nếu như mà các bạn làm nhà vào cái khoảng thời gian trong năm 2024, như là chúng ta đã chuyển sang vận 9 rồi, thì cái khí trường của chúng ta nhận được sẽ khác so với cả những căn nhà mà chúng ta làm trước năm 2024, cụ thể là trước ngày 4/2/2024. Nếu như mà chúng ta đối với những căn nhà ấy mà làm trước ngày 4/2/2024 là trước tiết lập xuân đó, thì căn nhà của bạn toàn bộ khu vực phía trước thì sẽ nhận được những thiên tinh rất là tốt, toàn bộ khu vực phía trước mặt của ngôi nhà. Ngược lại, phần tọa của ngôi nhà lại nhận được những cái thiên tinh không tốt lắm. Vậy nên là phong thủy quan niệm rằng không có một cái căn nhà nào tốt vĩnh viễn và cũng không có căn nhà nào xấu vĩnh viễn cả. Mà chúng ta sẽ cần phải lựa chọn cái khoảng thời gian tốt nhất và tìm những cung vị tốt nhất trong khoảng thời gian đó để mà chúng ta có thể tiến hành những cái công việc về phong thủy. Chúng ta sẽ cần phải lựa chọn thời gian tối ưu nhất để mà đặt những cung vị nào đó trong căn nhà chúng ta. Ví dụ như khu vực phía Tây Bắc chẳng hạn, trước năm 2024 đặt phòng ngủ thì khá là xấu, sẽ làm cho sức khỏe gặp vấn đề. Nhưng mà nếu mà sau năm 2024 thì sẽ lại tốt, nó mang về trí tuệ. Vậy thì ở đây tôi muốn nói là chúng ta sẽ cần phải căn cứ vào khoảng thời gian. Tốt nhất là chúng ta nếu như có ý định xây sửa nhà trong thời gian tới thì chúng ta nên chọn cái thời điểm sau tiết lập xuân để chúng ta có thể tiến hành. Trước hết là tôi muốn chia sẻ với các bạn là dù trong khoảng thời gian nào, chúng ta cũng có thể áp dụng được một vài những cái đấu pháp như sau. Thứ nhất là chúng ta cố gắng là tối ưu một cái nguồn sáng, nguồn dương khí, ánh sáng đầy đủ. Chúng ta đã biết là trong phong thủy ấy, ánh sáng tự nhiên và khí tự nhiên luôn là dương khí, luôn là sinh khí. Nên là nhà của chúng ta luôn cần phải giữ thoáng và ưu tiên là có ánh sáng tự nhiên. Và thứ hai nữa là chúng ta có thể làm cho khí trường luân chuyển. Nếu như mà khí luân chuyển quá mạnh thì sẽ bị tán khí không tốt. Nhưng mà nếu như mà khí không luân chuyển thì sẽ bị bế khí cũng không tốt. Nên là trạng thái tối hảo của phong thủy là khí trường luân chuyển nhưng mà phải là hài hòa và vừa phải. Và tiếp theo nữa là chúng ta cũng có thể trồng những cái loại cây để mà tăng cường thêm sinh khí, dương khí. Và không thể thiếu là chúng ta có thể sắp đặt những cái nội thất ở trong nhà của chúng ta. Nội thất ở đây thì chúng ta sẽ cần phải chú ý tới màu sơn, đúng không ạ? Và một số những cái vật phẩm phong thủy ở trong ngôi nhà. Và đó là tất cả những cái điều mà các bạn, những cái đấu pháp mà các bạn có thể dễ làm nhất. Còn bây giờ sẽ tới phần hơi khó hơn một chút vì nó có liên quan một chút đến học thuật cao cấp. Như ở trên thì thầy Phương đã chia sẻ mà những cái đấu pháp mà bất kỳ gia chủ nào chúng ta đều có thể dễ dàng áp dụng. Còn với phong thủy chính phái thì chúng ta có thể vận dụng học thuật ra sao để có thể nâng cao trường khí cho nhà hướng nam, thưa thầy Phương? Vâng, rõ ràng ở trong phong thủy chính phái thì luôn đề cao các công năng ở trong nhà và vị trí cũng như là hướng. Vậy thì những công năng quan trọng nhất trong nhà của chúng ta gồm có môn chủ giáo thờ, có nghĩa là cửa này, phòng ngủ này, phòng bếp này và phòng thờ. Những cái khu vực đó sẽ cần phải ưu tiên đặt ở những vị trí có thiên tinh tốt. Và cụ thể nếu như mà trong vận 9 thì chúng ta sẽ ưu tiên đặt những cái khu vực môn chủ táo thờ đó ở khu vực phía Nam, phía Bắc, phía Tây Nam
phía đông nam và cuối cùng là phía tây bắc. Những khu vực đó chúng ta có thể đặt môn chủ giáo thờ. Còn những khu vực còn lại mà tôi không kể tên thì các bạn hãy dùng để mà đặt những cái khu vực nó ô uế hoặc là những khu vực nó không quan trọng, ví dụ như là bể phốt, ví dụ như là nhà vệ sinh, ví dụ như là nhà kho. Nhưng mà phải tuyệt đối không được phạm vào những thế phạm kỵ. Ví dụ như là ở bên dưới thì là nhà vệ sinh, ở dưới là bể phốt, nhưng mà bên trên thì lại là ban thờ hay là giường ngủ chẳng hạn. Thì những cái thế phạm ở trong nhà ở này, tôi đã có một cái video nói rất là rõ, rất là kỹ về các cái thế phạm này. Chúng ta sẽ xem lại video đó để mà chúng ta đảm bảo là không bị phạm thế phạm đó. Và thứ nhất là không phạm vào thế phạm này. Thứ hai là những khu vực môn chủ táo thờ cần phải đặt vào những vị trí tốt này. Và thứ ba là sẽ đặt những cái vị trí không quan trọng vào những cái cung vị có những thiên tinh xấu. Đó là những điều chúng ta sẽ cần phải lưu ý cho những ngôi nhà hướng nam. Vâng, theo Hải được biết thì các triều đại phong kiến Trung Hoa ấy ạ, họ thường nói là quay về hướng nam thì làm vua. Thầy Phương có thể giải thích rõ hơn với cái điều này liên quan đến hướng nam và chúng ta có thể liên tưởng đến phong thủy nhà được không ạ? Trục Bắc Nam ở trong phong thủy được coi là một trục thần đạo. Và nếu như mà ai có dịp tới Tử Cấm Thành, Điện Thái Hòa của Trung Quốc, Bắc Kinh thì chúng ta có thể thấy là Điện Thái Hòa cũng là một trục Bắc Nam. Vâng. Và trục Bắc Nam được coi là trục đế vương. Khi mà trước kia tôi xem một cái chương trình Discovery Channel ấy, tôi thấy là có một cái chương trình nó nghiên cứu về các con vật. Các con vật này khi mà buổi tối ngủ họ thí nghiệm trên 5.000 loài. 5.000 loài này thì hầu hết là chúng khi mà ngủ say thì đều quay về trục Bắc Nam. Và khi mà những con vật đó nằm ngủ như vậy thì chỉ còn cái tiềm thức của nó thôi, thì nó sẽ xoay về cái hướng nào mà nó cảm thấy nó ngủ thoải mái nhất. Trục Bắc Nam này chính là cái trục mà nó thuận với cả cái cơ thể con người nhất, và đó cũng được coi là tốt nhất cho sức khỏe. Và nếu mà chúng ta có sức khỏe tốt, tinh thần chúng ta tốt thì tài lộc của chúng ta cũng sẽ phát triển. Chính vì vậy nên là cái trục Bắc Nam là một trong những trục mà tốt nhất trong cái vận 9 này. Và đặc biệt là trong vận 9 này, phương Nam và phương Bắc lại là chính thần và linh thần, có nghĩa là nơi mà sẽ cần kích hoạt phong thủy mạnh mẽ nhất. Vậy nên là nếu như những gia chủ nào mà có ngôi nhà ở hướng Nam hoặc là tọa Nam hoặc là hướng Nam thì đều có thể tiến hành xây dựng ở trong vận 9 này. Và các bạn nên xây dựng càng sớm càng tốt thì sẽ đón nhận được những trường khí cát lành. Vâng, xin cảm ơn những kiến thức chia sẻ rất là cụ thể và chi tiết của thầy Phương về đặc điểm cũng như là những lưu ý của nhà hướng Nam trong năm tới đây. Vâng, và với những câu hỏi mang tính học thuật chuyên sâu thì các bạn có thể để dưới phần bình luận để thầy Phùng Phương có thể cùng đội ngũ trợ lý phong thủy quốc gia chúng tôi hỗ trợ và giải đáp chi tiết nhất trong thời gian sớm nhất. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo ạ.